Vui mà, đang vui mà. Ôi sao sao tự nhiên vui, đang vui mà cột mình lại vậy anh? Nãy giờ nhảy vui không? Vui vui. Ăn uống ngon không? Ngon ngon. Bây giờ chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì anh? Lên quả thiêu. Sao tự nhiên lên quả thiêu vậy anh? Có gì đâu. Anh bình thường mà. Anh là ai vậy? Anh cũng là cái đảo quan giống em hả? Nói nghe nè, tôi là nhà nghiên cứu. Lên đảo này nghiên cứu coi bộ tộc nó sống sao. Cứu tôi với trời ơi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Hai đứa mình ồn quá. Ồ nãy giờ có nói gì đâu ồn, có mình ổng ồn nhất đó. Mataji. Nói gì vậy anh? Mataji có nghĩa là mày tên gì? Anh nói giùm em tên là Nam Thư. Nam Thư hả? Dạ. Ồ, Trung Thu. Nam Thư. Trung Thu. Nam Thư. Biết rồi bà nội ơi, tiếng bộ tộc người ta kêu là Trung Thu. À dạ Trung. Nam Thư, mã số 02 đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Trung Thu hai trứng. Được luôn á anh. Trung Thu hai trứng à. Anh ơi, cái này ở quê em cũng có mà sao lên đây cũng có nữa vậy anh? Bộ rộng ta mà, nó muốn làm đi làm à. À vậy hả? Ba nhi tu. Nói gì vậy anh? Ba nhi tu nghĩa là bao nhiêu tuổi? À ba nhi tu bao nhiêu tuổi? Ô dễ hiểu nè, cái này để thôi, để em nói luôn cho em hiểu chưa, em, hiểu chưa? Em dịch được luôn á. À trả lời đi. Ha ha. Quay gì vậy? Ha ha. Bậy ơi. Ha 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 ha. Sao cười hoài vậy? Em đâu có cười, em đang nói là ha ha là 22 đó. Trời ơi. Anh ơi sao tán cái mặt em vậy anh? Quên nhắc cô. Ha ha có nghĩa là bộ tổng ta là chữ ba chữ má ta đó. Nhớ nghe chưa? Dạ. Đừng bao giờ nói ha ha. Dạ. Quay. Mới đó mình nói sao mình quay bên đây ha ha. Ai kêu hoa như vậy? Bậy rồi. Anh ơi, vậy là trên bộ tộc này mình không có được cười luôn hả? Không cười được. Không lẽ bây giờ mình đổi qua mình cười hô hô. Hô hô hô. Anh ơi, quýnh xiên niễn luôn rồi anh ơi. Cái gì không biết thì hỏi đi. Anh ơi. Hú hú là chứ ông nội bà nội người ta đó. Bậy lắm rồi. Chưa giờ sao anh? Chưa giờ không lẽ bây giờ không được nữa. Bây giờ lại. Rồi rồi, cô mệt rồi. Ô anh ơi, sao Quýnh anh xối xả vậy anh? Quên. Hí hí là Quýnh thằng kế bên. Ba di tu anh. Ê đi, cho tôi dịch luôn cho. Dịch phải dịch đúng tiếng bộ tộc của người ta đàng hoàng. Dạ 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 dạ. 22 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. 22 tuổi đó. Ok. Hả? Ủa anh ơi, anh nói được tiếng người hả? Nói sao không được, phải khỏi dịch nữa mày. Dịch tầm bậy tầm bạ tào lao không à. Bây giờ đã lạc trên hòn đảo này rồi, ta sẽ cho hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là phải đồng ý làm người tình trăm năm của ta thì còn sống sót. Còn nếu không là lựa chọn thứ hai, ta sẽ thiêu sống. Hãy lựa chọn đi. Thôi được rồi, ông đừng nói nữa. Tôi sẽ chọn lựa chọn thứ nhất. Tôi sẽ là người tình trăm năm của ông. Tất cả thể xác này, tất cả thể xác này của ông. Ông muốn làm gì thì ông làm đi. Tụi bay. Hãy cởi trói cho thằng này. Đem vô chặt tay chặt chân, băm nhuyễn chiên xào lăng bóp gỏi đem cho cá ăn thịt. Ủa đâu nghĩ anh người tình trăm năm mà mặt kỳ vậy? Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mặt mày dây là người tình trăm năm của tao? Mày điên hả? Ê ê, nói giùm Hi Hi cái coi. Hi Hi Hi. Bây giờ sao? Lựa chọn đi. Là em phải lựa chọn ha? Đúng rồi. Trước khi lựa chọn, cho em xin phép em được kể về hoàn cảnh của gia đình em. Sao? Em sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Má em bán vàng ở chợ An Đông. Còn ba em thì kinh doanh bất động
sản và mua bán xe hơi. Rồi hai người tới với nhau, yêu thương nhau và sinh ra một cô công chúa bé bỏng xinh đẹp, đó là em. Nam thư mã số 02. Bất hạnh chỗ nào má? Má giàu nước chết lỗ tường bất hạnh cái gì? Anh biết không? Sau đó ba má em sang nước ngoài định cư, để lại cho em một căn biệt thự Chà Bá. Bây giờ bất hạnh ở chỗ nào? Dạ bất hạnh cho anh ba em tin bất, má em tin hạnh, gia đình bất hạnh. Ba bị khùng má mà. Tự nhiên bà đứng mà kể chuyện gia đình bà giàu nước dính đổ tường màn nào nào ở không mở nhạc tè cho nó hát nó kể chuyện nghe. Anh đâu trước? Cái gì? Anh tắt giùm em nhạc chuông cái. Điện thoại em rung nãy giờ nhột quá. Cái chuông điện thoại của mày á hả? Dạ tắt giùm em cái. Sao tào lao kể chuyện không ăn nhập vô gì á vậy? Không giờ mệt quá không cho lựa chọn nữa. Đem lên vàng thiêu cho ta. Đừng thiêu em à. Anh ơi cho em về với gia đình em đi anh ơi. Cho em về với xã hội đi anh ơi. Dạ. Anh ơi. Có lửa rồi. Ta bật má anh ơi. Con xin lỗi. Ta bật má anh ơi. Con xin lỗi. Tắt lửa. Có lửa chưa anh ơi? Ba bớt má anh ơi! Ba bớt má! Tắt lửa rồi! Thằng nào ở không đi ngang qua đạp lửa hoài vậy mày? Ê! Ba bớt má anh ơi! Chưa có lửa! Anh ơi có lửa chưa anh ơi? Đợi xíu! Đừng hấp tấp, chuyện gì cũng đừng vội vàng. Trời là trời lâu quá anh rồi. Anh tập trưởng ơi, tập trưởng. Cái gì nữa? Nói nghe anh. Chưa có lửa, đợi xíu. Anh mà mở chối em toilet kìa. Thiệt quá. À dạ. Anh ơi. Có lửa chưa chứ em đứng mỏi. Tao trưởng. Em xong rồi mong cột vô cái. Rửa tay ở chân không chưa? Sẽ rồi. Anh ơi lâu quá anh. Rồi nhỏ này có đi không? Tao cỡ cho đi luôn. Dạ thôi em chịu được. Gán díu lại nghe chưa? Là anh ơi bây giờ anh mở trói đi em chỉ cho cách có lửa nè. Mở trói đi chứ. Đâu xuống đây sai xe phụ tôi hả? Đây. Xuống đây xe phụ đi, đổi ca đi, mỏi tay quá rồi. Xe. Có lửa đúng không? Trời ơi. Đơn giản rồi nè. Hawasa. Ủa gì vậy? Trời ơi, sao cô nắm trong tay quyền lực? Tại sao cô tạo ra được lửa? Một sức mạnh vô biên. Bây giờ cô đã nắm trong tay quyền lực như vậy, kể từ giờ về sau cô sẽ là chúa đạo ở đây. Cái gì? Em cầm cái hộp quẹt này trong tay, hộp quẹt siêu cấp của em trở thành chúa đạo à? Hawasa. Dạ. Này quýnh mấy cái? Không nhớ nữa, quýnh xói xả. Hawasa. Kể ngay. Nói gì cưng? Kể cho em cái. Cho em kế kém mấy cái. Nói gì quýnh em quá. Ăn hôi. Dạ. Nói gì vậy? Vui lắm. Bắt đầu từ nay ta chính là vua ở nơi đây. Hawasa. Các ngươi phải biết trên, biết dưới. Hawasa. Tất cả các ngươi phải biết yêu thương một mình ta. Sai quá xa. Và đặc biệt chỉ tôn sùng một mình ta thôi, bởi vì ta chính là chúa đạo. Hawasa. Đây, hãy đem cất linh vật của đảo ta đi.
Và từ nay ta chính là nữ hoàng ở nơi đây. Yeah. Ủa là sa la cô cô cha bồ. Đây nè. Hawasa. Hawasa. Ta chính là nữ hoàng nơi đây. Nào. Yêu thương chúa đảo. Sao? Kể từ giờ về sau tất cả mọi người sẽ yêu thương chúa đảo. Yeah. Mọi người ở đây sẽ dành một phần thưởng đem chúa đảo lên để gặp thần linh. Đâu, chúa đảo đi, chúa đảo lên thần linh. Từ giờ về sau không còn mồi lửa nữa rồi. Ai chúng tôi hân hạnh giới thiệu một sản phẩm đặc biệt của chúng tôi. Nếu các bạn muốn có lửa thì đã có hộp quẹt siêu cấp.